Anh Bồ Tát Long đang đưa Tuy Un trở về nhà. Trời tặng cho Tuy Un một cơn mưa lúc mấy giờ ta? 4 giờ hả? Điện thoại hết pin. Hồi nãy em nhớ anh mới đi đâu vậy? Hồi nãy anh mới dừng lại rút tiền đúng không? Ồ. Không, anh cứ về chỗ nhà em đi, ngay chỗ ngân hàng ACB á, anh rút dễ lắm. Mắc kinh chính hãng. Mưa rồi. Nhiều người có tình yêu nam nữ hay là họ đã thấy vui rồi ha. Yêu cao hơn nữa là yêu thiên nhiên và động vật ha. Không, yêu cao hơn nữa là yêu tất cả muôn, rồi cao hơn nữa là mới yêu con người ha, rồi yêu muôn loại luôn ha. Chúng sanh bình đẳng. Không, khi nào mà mình yêu được thiên nhiên và động vật thì lúc đó là tình yêu nó rất quá lớn rồi đúng không sư huynh? Nó còn giới hạn trong tình cảm của con người nữa. Mình đã phá được cái chấp phân biệt giữa người và vật thì lúc đó mình sẽ được cảm ứng của trời và đất. Ý định của mình chính là ý trời. Giờ cảm động của tăng cho thầy một trận mưa thứ hai. Giờ đất đã cảm động vì thầy, gia đình thầy đã làm việc vì cộng đồng, vì xã hội, vì quốc gia, dân tộc, vì thế giới này mà lo nghĩ. Thật ra có kêu gọi hay không kêu gọi thì cũng không cần thiết, tại vì nhìn vẻ mặt mọi người nhăn nheo khó chịu lắm, mọi người nên tìm thầy ấy, tìm thầy Tuy Un thì dễ hơn. Còn thầy Tuy Un mà đi tìm mọi người thì rất là khó. Nhìn vẻ mặt nhăn nheo của mọi người thì là khó chịu. Nên để nếu mà ai có nhu cầu thì cứ tìm đến thầy Tuy Un. Thầy Tuy Un lúc nào cũng vui vẻ. Cơn mưa này sẽ làm sạch làn da của em. Mình tắm mưa luôn anh. Chà dâu con sỏi. Phụ nữ chợ dừng chuối thi đua. Ok, sắp về tới nhà rồi nha các bạn. Tôi sẽ đăng cái video này lên kênh YouTube tên là Hội Phóng Sinh. Đăng lên kênh YouTube Hoàng Piano. Còn cái kênh của Tuy Un á thì tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút xíu cho âm nhạc nó hay, cắt ghép này kia sẽ mất thời gian khá là lâu. Hy vọng là mọi người coi cũng nhiều một chút. Cứ làm cực mất một cái video như vậy, mình coi lại là cả quãng quá trình mà mình bơi lội như vậy á. Và mình dựng thêm nhiều cái cảnh thiên nhiên vào xung quanh nó nữa nên mất thời gian lắm. Hồi nãy anh có quay cảnh thiên nhiên cho em không? Có. Hay quá anh ơi. Nếu có đủ điều kiện tôi cũng muốn bơi 20 cây số. Nếu có được tài trợ tôi cũng có thể bơi hết sông Sài Gòn. Nhưng sức người thì có hạn, thời gian cũng có hạn, điều kiện thì eo hẹp. Chỉ có thể tạo một cái động lực như vậy. Còn ai làm được cái hành động như Tuy Un, Tuy Un sẽ luôn ủng hộ.
gần đây thấy một nhóm anh chị là bơi từ một cái lớp yêu bơi lội hả sư huynh, bơi từ sông Hồng ra ngoài cửa biển 200m, nhưng mà 200 cây số, nhưng mà không có thấy cảnh bơi, có mấy cái hình chụp thôi mà cũng không biết bơi là bơi như thế nào, bơi bao xa, bơi bao lâu, thời gian tính như thế nào, mức khoảng cách là từ đâu tới đâu. Nếu mà anh chị mà bơi như vậy thì thật sự nó cũng chưa có đủ sức thuyết phục đối với cộng đồng và thế giới. Nên chúng ta nếu mà hợp lại với nhau để tạo ra một cái chương trình bơi lội chuyên nghiệp hơn thì sẽ tạo được sức ảnh hưởng hay hơn. Chứ nói kho thôi thì ai cũng có thể nói được, mà mình phải cho người ta thấy được bằng chứng rõ ràng hơn, thấy được cái sự vất vả này kia, chắc chắn mọi người sẽ yêu thương chúng ta hơn. Bởi vì bây giờ người ta nói nhiều hơn là làm á.